Cô gái này đang vô cùng hân hoan thử váy cưới, nhưng lại nhìn thấy vị hôn phu đang đi cùng một cô gái khác để lựa váy cưới. Cô bỗng nổi giận, đùng đùng chạy tới, tát cho vị hôn phu một cái thật mạnh, sau đó bỏ đi không thèm quay đầu lại. Vị hôn phu đau quá không đứng lên được, ngồi trên sàn nhà gọi tên cô gái để níu kéo cô quay lại. Nhưng lúc này Thẩm Cẩm đang vô cùng tức tối, không hề để ý đằng trước có sự khác lạ, vì thế trong nháy mắt cô đã tới một không gian tối đen. Cô đứng bất động tại chỗ, nhìn xung quanh đều là cái bóng của mình, cô không biết nên đi về đâu. Bỗng nhiên trong gương xuất hiện bóng của vị hôn phu và cô gái đó. Cô phẫn nộ chỉ vào hai người, định tiếp tục chút cơn tức giận, nhưng khi cô lại gần, họ lại đột nhiên biến mất. Thẩm Cẩm vậy là trong hố đen giơ tay ta không nhìn rõ ngón tay, đã xoay 800 vòng. Bỗng một luồng ánh sáng chói lọi chiếu lên người cô. Khi Thẩm Cẩm mở mắt ra, cô thấy mình đầu đội vương miện, mặc áo gấm đỏ, nhưng bị trói xung quanh, đứng giữa một căn phòng lạ lẫm. Thẩm Cẩm chán nản tột độ, biết thế đã chạy theo hướng khác, nhưng cô bắt đầu có suy nghĩ vô cùng hoang đường. Cô cho rằng mình đã bị bắt cóc, cố rằng co nhưng vô ích, cô chỉ có thể la hét, "Cứu tôi với!" Trấn Quốc tướng quân Ngô Thiên Tường vào lúc này đang cưỡi diều giấy về phủ, vừa nghe hồi báo của thuộc hạ, vừa đi vào trong phòng. Thẩm Cẩm nghe thấy tiếng động bỗng hoang mang, nghĩ sẽ dùng cách sĩ bất biến ứng vạn biến, vội nhắm mặt lại giả vờ ngất đi. Lúc này Ngô Thiên Tường vừa hay đến trước mặt Thẩm Cẩm, nhìn cô nhắm nghiền hai mắt, anh thử gọi một tiếng, thấy không có phản ứng gì, anh dùng cây sáo xoa nhẹ lên mặt cô. Thấy mắt của Thẩm Cẩm chớp chớp động đầy, anh ta đoán là cô giả vờ, vì thế cố tình dùng cây sáo chạm sát vào mặt cô. Thẩm Cẩm sợ hãi vội lùi ra sau, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta trông giống hệt vị hôn phu của cô. Cô lại nổi đoá, nhìn cô gái đứng cạnh chính là cô gái lúc nãy. Thẩm Cẩm càng tức tối, cô chửi rủa thậm tệ, giơ tay muốn gào cấu anh ta. Ngô Thiên Tường thấy cô ta không phải mắng mình nên vô cùng khó hiểu, bèn hỏi thuộc hạ đây là chuyện gì. Hóa ra Thẩm Cẩm bây giờ là tỷ nữ do bang quốc đưa tới, khi mới đến cô không chịu làm a hoàn, đánh vỡ hai lọ hoa quý nên mới bị trói lại. Thẩm Cẩm nghe xong thấy không vui, tôi như con lừa, có con lừa nào lương thiện như tôi không. Ngô Thiên Tường sau khi biết sự thật còn chưa kịp nói gì, Thẩm Cẩm lại bắt đầu nổi xung, phủ nhận hết mọi điều thị vệ vừa nói, còn hét lớn, tôi thả lấy con heo chứ không thèm lấy anh. Ngô Thiên Tường thấy thế bật tách ngón tay, thị vệ lập tức hiểu ý. Thẩm Cẩm thì không hiểu chuyện gì, bỗng bị một chậu nước lạnh hắt vào mặt, cô lại chửi đồ cha nam, sau đó lại thấy Ngô Thiên Tường bật tách ngón tay lần nữa. Cứ thế Thẩm Cẩm bị hắt liên tục 18 chậu nước lạnh. Cô thấy không thể như vậy mãi được, đầu nghẹo sang một bên, giả vờ ngất và nghĩ xem làm thế nào để trả thù. Ngô Thiên Tường thấy cô bất động, dùng cây sáo chọc vào ngực cô để thăm dò, thấy không có phản ứng gì, anh ta giơ chân đá nhẹ. Thẩm Cẩm đỡ đòn rất nhanh, đồng thời phun nước trong mồm vào người anh ta. Ngô Thiên Tường là một tướng quân, lập tức dùng tay áo đỡ lấy, thấy cô vẫn chưa hạ hòa, anh ta lại ra lệnh cho thị vệ tiếp tục. Thẩm Cẩm nghe vẫn tiếp tục, vội vàng nhận lỗi, nghĩ đến bị vị hôn phu phản bội, cô khóc nức nở, rồi bỗng tỏ ra đáng thương khẳng định rằng anh ta không phải vị hôn phu. Nghe Ngô Thiên Tường tự giới thiệu, Thẩm Cẩm càng khóc dữ rồi, vừa khóc vừa trách ông trời bất công, cuối cùng bị anh ta dọa, cô vội vàng dừng lại. Ngô Thiên Tường không muốn lãng phí thời gian với cô ta, dẫn theo thị vệ đi ra ngoài. Nghe tiếng khóc lóc cầu xin sau lưng, trong lòng anh ta bỗng thấy đắc ý, lập tức ra lệnh bắt Thẩm Cẩm đi giặt quần áo. Thẩm Cẩm miễn cưỡng ngồi bên sông, cầm gậy gỗ vừa giặt quần áo vừa than thở, người ta xuyên không nếu không thành công chúa thì cũng là tiểu thư con nhà giàu, cô lại biến thành một nha hoàn, tức chết đi được. Bọt nước tung lên bắn đầy mặt Thẩm Cẩm, cô thấy đến cây gậy gỗ cũng bắt nạt mình, lập tức dừng lại không làm nữa, bắt đầu lên kế hoạch bỏ chạy. Sau một hồi phân tích, cuối cùng cô chọn cửa sau nhà bếp là chỗ dễ nhất để thoát, sau đó ngồi cười một mình. Vào lúc này cô bị đập mạnh vào đầu một phát, Thẩm Cẩm định thần lại ngước lên nhìn, thì ra là Ngô Thiên Tường. To gan, một câu mắng của Ngô Thiên Tường khiến Thẩm Cẩm đứng yên tại chỗ và xuất hiện ảo giác. Cô nhìn thấy vị hôn phu tay cầm hoa hồng đỏ đắm đuối cầu hôn cô, hai người nhìn nhau ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Thẩm Cẩm bất giác rơi tuột cây gậy trên tay. Ngô Thiên Tường tưởng rằng cô bị thần thái của anh làm chấn động, lúc này Thẩm Cẩm cũng đã định thần lại, trách anh ta không thương hoa tiếc ngọc, nhưng lại nghe thấy câu mình không có số sung sướng khiến Thẩm Cẩm câm nín, trợn mắt nhìn anh một cái rồi hậm hực đi tới thùng nước. Ngô Thiên Tường thấy Thẩm Cẩm rất thú vị cũng đi theo, hỏi cô vì sao không khóc nữa. Nghe thấy cô thì thào nói rằng đã từng xem phim xuyên không, biết rằng chưa thể quay về ngay được. Ngô Thiên Tường tinh ý nắm bắt hai chữ TV, nghĩ rằng cô đang nói đến thi cử, lại tò mò hỏi cô là nữ nhi sao lại muốn làm quan. Thẩm Cẩm cạn lời hoàn toàn, rồi lập tức dừng lại chủ đề này, bảo anh ta giúp cô vắt ga trải giường. Hai người sau khi vắt kiệt nước xong, cầm bốn góc rũ mạnh tấm vải ga giường. Ngô Thiên Tường nghĩ lại đoạn nói chuyện vừa rồi, muốn cô đứng lại gần anh hơn. Mới đầu Thẩm Cẩm không chịu, chỉ trợn mắt nhìn anh ta, Ngô Thiên Tường càng phấn khích. Cuối cùng Thẩm Cẩm không chịu được, bị kéo một phát vào trong lòng anh ta, hai người nhìn nhau.